Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn hai cái mẫu lốp 500-12. Cái mẫu lốp này thì một loại là 12 bố, có tải trọng là 615 kg trên một bánh, và một loại lốp là 14 bố có tải trọng là 800 kg trên một bánh. Hai cái dòng lốp này là của hãng Kasumila. Cái mẫu bánh này thì có đường kính là khoảng 53 đến 55 cm, bản rộng là 11 đến 12 cm. Hiện tại thì được lắp trên cái mẫu bánh vành 4 ốc, thì các bạn có thể lắp trên cái vành 5 ốc cũng được. 4 ốc thì nó có các loại. Vành lỗ 4 ốc thì có loại là tim 7 chéo 10, có loại là tim từ đây đến đây là 8 chéo đo 11 và 11,4. Cái lỗ trong này thì có loại lỗ 70 và lỗ, nhưng đa số của nó là lỗ 63 thôi. Thì mình xin giới thiệu với các bạn hai cái mẫu và tải trọng như này, để khi các bạn ghép với một bộ xe ba bánh thì các bạn chọn cái mẫu bánh này nó phù hợp hơn. Đấy, mẫu lốp này là lốp 12 bố này và lốp 14 bố này. Với cái loại 800 kg trên một bánh này thì các bạn có thể làm những cái dòng xe chở khoảng 1,5 tấn đổ lại là vô tư. Còn với cái dòng 12 bố này, các bạn có thể sử dụng cho những cái dòng 1 tấn, hơn 1 tấn một tí cũng được, thì đều có thể sử dụng rất là tốt. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý xem video của mình. Các bạn xem video thì nhớ đón đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới đăng.